Em nói chào các bác nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2021. Mọi người xem video nhớ cho em xin một like, ấn đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Em là Sĩ Hải Phòng. Hôm nay em sẽ làm một cái video là có một số cô chú anh chị hỏi em từ hôm qua, hôm kia và hôm nay rất là nhiều về cái vấn đề thắc mắc là mầm gốc mình đã kích một lần rồi mà nó lên mà nó chưa lên thì có lên là làm một lần nữa hay không. Thì thực ra là những cái này em đã trả lời thông qua rất là cái nhiều video mà em đã làm rồi, nhưng mà chắc là mọi người xem và không để ý. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video riêng về nó. Thì cái đầu tiên em muốn cho cô chú chị xem lại những cái gì kết quả mà em đạt được khi mà thông qua một cái chuỗi video mà em làm ở trên cái trang của em. Cái đầu tiên đó là cái phương pháp mà kích mầm gốc bằng phương pháp bôi, rồi là kích mầm gốc bằng phương pháp phun và kích mầm gốc bằng phương pháp tiêm. Thì cái đầu tiên đấy là cái cây này là em dùng phương pháp là kích mầm gốc bằng phương pháp bôi và kết quả của em đạt được bây giờ nó là như này. Thì là sau 3 tuần, cái đầu tiên video đầu tiên em làm là cây này, là hướng dẫn cô chú anh chị là cách chăm sóc mầm gốc năm 2021. Thì cô chú anh chị có thể là nhìn thấy là bây giờ mầm nó rất là to khỏe và chắc chắn. Thì ở đây cô chú anh chị có thể là nhìn thấy cái kết quả em đạt được sau 3 tuần rất là ok. Ngày lúc mà em chia sẻ những cái bài chăm sóc mầm gốc bằng phân thuốc thì có một số bác vào là bình luận nó cũng rất là không hay, nhưng mà cái vấn đề đấy mình cũng bỏ qua. Nhưng ở đây cô chú anh chị có thể thấy đây là kết quả mà em đạt được sau 3 tuần rất là ok. Tại vì cái chậu này là cái chậu mà em làm mầm gốc là đầu tiên nhất và sớm nhất. Thì cái mầm này bây giờ nó đã dài đến 6-7 cm rồi, và lá của nó mở là đôi 4 lá một, đi rất là ok. Cái này thì dự đoán trong vòng 1 tháng nữa chắc là nó phải 20 cm. Và nó chỉ là cái kỳ là một. Và em đã thao tác ở đây là kích toàn bộ cái mắt này là kỳ, và bây giờ nó đã sưng lên rồi. Kỳ này thì là chắc là rơi vào tầm khoảng 20 ngày nữa là mình có kết quả thôi. Còn cái cây bên này thì em cũng có một cái bài là chia sẻ với cô chú anh chị là kích mầm gốc cho những cái cây phi điệp mà kỳ nó yếu, tức là cái kỳ năm nhất này nó yếu, nó gầy còn. Thì em đã hướng dẫn cô chú anh chị mà có cái bài tham khảo là mình sẽ không tham, mình làm một mầm. Thì ở đây cô chú anh chị có thể là nhìn thấy là cái mầm nó lên rất là chắc chắn và rất là khỏe, phải nói là rất là khỏe. Ở bên này là hôm qua cũng em cũng làm kích cái mầm gốc nó bị chai, thì cái phần bông thừa hôm qua em cũng đắp luôn vào đây cái phần thuốc thừa đấy. Thì ở bên này có cây này mình có thể là so sánh ngay mà luôn mà tại sao là em đã hướng dẫn mọi người là kích mầm gốc mà mình không tham. Thì ở đây cô chú anh chị có thể là nhìn hai cây, là cái cây bên này rõ ràng nó to mập mà rất là khỏe hơn cây cây bên này. Cây bên này lại gầy còm ốm yếu, nhưng mà khi mà em làm là em lấy cái mầm này lên đầu tiên rồi, nhưng mà em chưa đợi nó ra rễ em đã sốt ruột em làm cái mầm bên này. Thì cô chú anh chị có thể là so sánh hai cái mầm hoàn toàn là khác nhau. Cái mầm bên này thì nó lên chắc chắn mập khỏe, cái mầm bên này yếu hơn, rõ ràng cây mẹ là to khỏe hơn. Vậy thông qua đây cô chú chị có thể là biết được là mình làm như thế nào và lên làm như nào cho cái cây lan ở vườn nhà mình. Còn cái cây bên này thì em một số video vừa rồi em cũng nói quá nhiều rồi. Thì cái mầm bị chai đây là nó đã lên rồi, cái này gọi là cái mắt chai thôi, không phải là mầm. Cái mầm bên này mới là mầm bị chai. Thì cái bài này em cũng có video chia sẻ rồi. Còn cái hai cái mầm gốc bên kia thì là nó cũng đã là ra rễ, và cô chú anh chị đã quan sát những cái lá cây của nó rất là mỡ và dày và có thể nó bóng lơ.
Còn cái bên này thì là cái mầm, nó cũng cái bài chia sẻ phân thuốc lần thứ hai là em đã quay cái mầm bên này, thì hôm nay là nó cũng đạt được rất là cái chiều cao rất là khả quan và mầm phát triển một cách là phải nói là vượt bậc so với những cái thân mẹ. Và cái thời gian bây giờ là nó cũng chưa phải là vào cái mùa sinh trưởng của nó, nên cô chú chị có thể là quan sát rất là ok. Ở đây là em có một vài cái con côn trùng nó đốt, thì hôm giờ em cũng là làm một cái video để hướng dẫn mọi người là cách là xử lý cái con côn trùng ở trong cái vườn nhà mình. Thì đây em đã xử lý và nó đã khô hoàn toàn và ngọn đang mở rất là ok. Cái thằng mầm mới này nó không bị đốt nên là nhìn nó xanh và nó mướt hơn. Thì cũng có bác vào bảo em là cái này là do là chăm thuốc quá liều, nếu mà chăm thuốc quá liều thì cả vườn của em đều bị, chứ không phải là một hai cây bị. Tại vì em chăm thuốc phân thuốc là hoàn toàn tất cả là trong cái vườn nhà em là em đều chăm như vậy. Còn bên này là cái cây mà em đã hướng dẫn cô chú anh chị là cái cách mà mình khắc phục cây mầm mà nó bị chai, là do là thời tiết, là hai cái mầm này là cái mầm lỡ do thời tiết mà nó lên nó gặp lạnh và nó đã thắt ngọn lại. Thì hôm nay cô chú chị có thể nhìn thấy là nó đã mở lá nó đi, thì rất là ok. Và cái cách khắc phục này nó là cái cách mà em đã tiêm vào bên sườn nó một cái lỗ nhỏ, gọi là tạo vết thương nhỏ, xong rồi em bơm thuốc trực tiếp vào đây. Đây là cái cây này, nó lên nó cũng khá là chậm tại vì nó là cái mầm lỡ, mà bây giờ mình đánh bật được nó lên để nó thoát cái lá thì nó cũng phải mất thời gian, nên là cái trường hợp này cô chị anh chị là không quá là vội vàng. Còn thứ hai là về vấn đề là cô chú anh chị hỏi em ấy, thì đợi em một chốc em chia sẻ qua cái này đã. Những cái mầm này là em dùng cái phương pháp là bôi mắt, thì cô chú chị có thể là thấy là những cái này là em làm về sau mà bây giờ là rễ nó rất là to khỏe, phải nói là rễ nó còn to hơn cả cái mầm. Còn cái mầm này là cái mầm mà bị chai này, hôm giờ em có bài đấy là xử lý hai cái mầm chai này mà bây giờ rất là ok rồi. Thì cái bên này không phải là mầm đâu, nó chỉ là cái ki thôi, nhưng mà hôm nay thì nó rất là khả quan. Ở bên dưới cái mầm nhỏ kia nó còn một cái mầm nữa, nhưng chắc là nó không lên được. Và hai cái mầm gốc này cô chú anh chị quan sát kỹ, có thể là nó đang nhú rễ ở bên dưới đấy. Đấy, dù nó rất là nhỏ mà nó đã nhú được rễ, thì cái bài chăm sóc của em bằng phân thuốc như vậy có phải là quá liều hay không thì mọi người có thể là tự là nhận định được và có thể là áp dụng và không áp dụng. Còn đâu là bác nào mà xem mà thấy là phân thuốc nó quá nặng, có thể là bỏ qua cái video này để đỡ tránh cái trường hợp mà bình luận lôm côm, anh em mất đi cái tình cảm. Còn cái vấn đề thứ ba mà em muốn trả lời cô chú chị là cái mầm gốc của mình đã nó sưng lên hoặc là nó mình kích rồi mà nó chưa có lên, thì cô chú chị phải hình dung, phải xác định cái mầm của mình nó hiện tại nó là như thế nào. Thì thông qua đây em sẽ có cái video này để cô chú chị có thể là tham khảo. Thì tất cả các cái mầm mà em dùng cái phương pháp kích thì hôm nay nó lên rất là khỏe đẹp rồi. Cái kích này là cái phương pháp mà em tiêm vào đây này, cô chú chị có thể là nhìn thấy em những cái vết keo này là em tiêm xong rồi em bôi keo đây, nó lên rất là khỏe rồi đấy. Thì bây giờ là cái ví dụ như cô chú anh chị mà cái mầm cô chú anh chị mà nó sưng lên như vậy nhưng mà nó cứ lù lù và nó xanh nè như này, thì mình có thể là thao tác là mình kích lại một lần nữa, nhưng mà cô chú chị không kích lại nó vẫn cứ lên, trừ trường hợp là những cái mắt này nó đóng vẩy nó trắng muốt ra thì là nó sẽ không lên, còn đâu là nó xanh như vậy thì nó vẫn cứ lên. Nếu mà cô chú chị mà cảm thấy là nó nóng ruột quá thì thông qua cái thân mẹ
cái khúc già này mình khoan một lỗ, như đây em đã khoan một lỗ ở đây này, và mình bơm thuốc trực tiếp vào đây thì nó cũng hút lên đây, nó và nó đánh thức dậy. Còn ví dụ như là cái mình không có thân già thì cô chú chị là có thể là khoan một lỗ trực tiếp vào cái thân của nó như em khoan đây, rồi là mình bơm thuốc trực tiếp và nó cũng lên. Như cô chú chị là quan sát ở trên màn hình thì cái mắt bên này của em có thể là nhìn cái màng trắng nó đóng vảy rất là dày, rất là to, nhưng mà em đã thao tác là em khoan một lỗ nhỏ ở đây và em bơm thuốc vào thì hôm nay là nó đã đánh bật cái vảy ra. Nếu mà để mà mình làm mà có một cái kết quả tốt nhất thì cô chú chị có thể làm cái bước hôm qua đấy, mình ngâm rồi mình gảy cái vảy này đi, cái màng trắng này đi, xong đó mình bơm thuốc vào đây thì nó sẽ không, cây nó không mất sức để nó đánh bật cái vảy này thì nó sẽ nhanh hơn. Đây, như cái trường hợp này của em nó cũng sưng lù lù ra như này, nhưng mà hôm trước là em có khoan vào cái khúc già này đấy, khúc cái thân già này thì là hôm nay là nó cũng đã sưng lên rất là to, nó bật mầm lên rồi. Đây, như cái viên bi đây, viên bi gọi viên này gọi là siêu bi chứ không phải là bi nữa, thì em đã khoan một vết vào cái khúc già này, em bơm thuốc thì nó đã bật lên. Mình không nhất thiết phải là bơm trực tiếp vào cái thân cây mẹ này mà mình sẽ gián tiếp bơm vào khúc thân già này. Đấy là cái phương pháp tiêm mà cô chú chị mà cái mầm của mình nó lâu lên quá, mình sốt ruột thì mình có thể là đánh thức nó bằng cái cách như vậy. Còn cái trường hợp mà cô chú chị thấy nó lên lù lù mà chờ mãi nó không lên, ví dụ như cái trường hợp như này đấy, nó cứ lù 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 như này mà nó vẫn còn xanh thì cô chú chị là không lên phải tác động gì nữa, thì đợi vài ngày nữa nó cũng lên thôi. Nắng ấm như này là nó sẽ lên một cách là mạnh mẽ, tại vì nó tùy vào cái thể trạng của từng cây. Cây nào khỏe thì nó sẽ lên nhanh, và cây nào yếu thì nó sẽ lên từ từ. Và có những cây có thể nói là nó lên từ từ, nhưng mà khi mà nó đã vượt qua cái bước ngoặt là nó mở lá cái là nó đi rất là mạnh, có thể là nó đi còn nhanh hơn những cái cây mà lên trước. Nên là mọi người không quá phải sốt ruột. Tầm này thì tâm lý cô chú anh chị ai cũng vậy thôi. Thì tất cả những cái phương pháp như bên này này là em dùng cái phương pháp mà phun, thì bây giờ nó mới gọi là sưng mắt lên thôi, sưng lên to và nó đang đẩy ra. Cái này mà muốn nó mở lá như những cái kỳ bên mình tiêm này thì là cũng phải mất khoảng 20 ngày nữa nó mới mở lá to như vậy, chứ không phải là cứ 5-10 ngày mà nó có kết quả ngay như các cái đơn vị người ta bán phân thuốc người ta quảng cáo thì là không có. Cái đấy nó phải là thuộc vào những cái giò phải thật là to. Cái giò to thì là nó sẽ có kết quả ngay. Ví dụ như những cái giò to như vậy, những cây mẹ nó phải rất là khỏe như này thì có thể là tầm 10 một tuần 10 ngày thì nó đã là sẽ lên. Mà đây là cái cây cây mít tiểu vùng Ma Bó, mít su của chú chị có thể nhìn đã nó rụng hết lá rồi. Em mới làm giàn nên là vừa rồi vất vả không chăm, nhưng mà mầm nó lên rất là phê và mặt hoa của nó thì là bông tím đậm bay vút to bằng bao thuốc luôn. Đấy, nếu mà ai mà có nhu cầu mà muốn sưu tầm cây mít này thì em cũng có vài cái mắt ngủ đây, em bán 100k một mắt nhé, 100k một mắt. Đây là cũng cùng giống của nó đấy. Thì thôi, em xin phép cô chú chị là video cũng khá là dài rồi, hẹn cô chú chị ở cái video lần sau. Mọi người xem video nhớ cho em xin một like và ấn đăng ký kênh, chia sẻ để mọi người cùng biết. Em xin cảm ơn.